nối dài những thành tích ấn tượng của tập đầu tiên khi có mặt trong các bảng xếp hạng về giải trí, âm nhạc và social. Tập 2 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 cũng đã có những sự bùng nổ không kém khi tiếp tục nằm trong top trending YouTube sau 10 giờ. Có 1 triệu view sau 20 giờ phát sóng. Vượt 1 tỷ view hashtag liên quan đến chương trình trên tất cả các nền tảng mạng xã hội sau khi phát sóng. Chương trình truyền hình được thảo luận nhiều nhất trong lĩnh vực âm nhạc tuần qua theo bảng xếp hạng Social Trend của UNET Media. Đặc biệt, tập 2 đã đạt top 1 rating VTV. Chân thành cảm ơn các khán giả, đơn vị báo chí, truyền thông và nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình để tạo nên những thành tựu đáng tự hào này. Trong tập 2, 14 tiết mục solo của các chị đẹp đã được lên sóng với những sự biến hóa đa dạng, mang đến những phần trình diễn mãn nhãn cho khán giả. Lần lượt các chị đẹp: Trang Phát, Giang Hồng Ngọc, Đoan Trang, Em Ly, Thanh Ngọc, Diệu Nhi, Phương Vi, Hoàng Oanh, Tú Vi, Vân Hugo đã thể hiện tài năng, đam mê và màu sắc cá nhân của mình trong 90 giây solo trên sân khấu trình diễn đầu tiên của chương trình. Tiết mục đẳng cấp diva không thể bàn cãi của chị đẹp Hồng Nhung với ca khúc Fly Me to the Moon in Other Words đã khiến ban cố vấn và 29 chị đẹp còn lại vô cùng thán phục. Không hề kém cạnh, các chị đẹp Linh Ly, Thái Trinh và Hương Ly lần lượt mang lên sân khấu những bài hit gây sốt để thể hiện với những tuyệt chiêu riêng. Kết thúc tập 2, 19 trên 30 tiết mục đã trình diễn với bảng điểm tạo nên sự kịch tính. Đặc biệt hơn, khi đồng thời có 4 chị đẹp cũng đạt điểm số cao nhất là 88, là Hồng Nhung, Thu Phương, Lệ Quyên và Trang Pháp. Vậy ai sẽ là trưởng nhóm trong vòng công diễn 1 sắp tới theo bảng điểm của ban cố vấn? Tập 3 sẽ là phần thể hiện solo ấn tượng của 11 chị đẹp còn lại, chắc chắn sẽ gây xáo trộn rất nhiều trong bảng điểm. Cùng với đó là phần chia đội gây hát não cho các chị đẹp và biết được những bài hát nào sẽ được trình diễn tại công diễn 1. Đừng bỏ lỡ nhé! Chị, em mặc quần em thử ngay, em mặc váy. Chân ngay ạ? À? Em cuốn chơi ngay. Không! Ê, em nói, này á, cái dáng này là ai làm cũng đẹp hết, đâu phải em làm không? Đó, thấy không? Rồi! Là để nói hay quá chị Linh ơi. Nó là biết cách luôn. Nó biết cách luôn mà em làm không được luôn á. Thế hả? Được mà em làm đâu có được nè. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.